Để cho như sau. Cho 9 gam hỗn hợp gồm có Fe3O4 và Cu. Ta dùng với HCl dương, thấy còn 1,6 gam đồng không tan. Khối lượng Fe3O4 có trong hỗn hợp X là. Như vậy đây mình sẽ đặt cái số mol này là X đồng là Y. Fe3O4 chúng ta đi tác dụng với HCl tạo thành FeCl2 cộng FeCl3 cộng cho nước cân bằng. Đây số mol của Fe3O4 là ít mol, FeCl2 là ít, FeCl3 là 2 ít. Sau vựng này thì đồng chúng ta sẽ tác dụng với FeCl3 sinh ra sau một để tạo thành COCl2 cộng cho FeCl2. Rồi, mol FeCl3 chúng ta đặt là 2x thì chuyển qua đồng vào đây nó là x. Được không em ơi? Rồi, vì điều cầu chúng ta là thu được cái phần không tan là đồng. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta có hệ này. Hệ đầu tiên là tổng khối lượng hai thằng là bằng 9 gam. Fe2O3 chúng ta là 232. Su là 64. 9 gam. Tiếp tục. Ở đây người ta kêu chất rắn không tan, chất rắn không tan là đồng dương. Chúng ta có khối lượng đồng dương. Lấy 64 là khối lượng mol nhân cho mol dư. Mol dư lấy mol ban đầu trừ đi mol phản ứng ở 2 là Y trừ đi X và bằng ở đây là 1,6. Từ đây bạn tính cho thầy X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu. Sau đó em sẽ tính được khối lượng của Fe3O4. X bằng 0,025, Y sẽ bằng 0,05. M bằng. Năm phẩy tám. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu D. Thế thôi.